Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi tới trong tuần. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số clip phản ánh về giao thông. Trước tiên cần nhắc tới clip xe công nông ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ 21B qua các xã Hòa Xá, Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội của khán giả Phạm Hà có số điện thoại 0168, 3 số cuối là 642. Không chỉ chở vật liệu xây dựng sắt thép xi măng mà chiếc xe này còn chở thêm một người đàn ông ngồi vắt vẻo phía trên như đang diễn xiếc. Vào trưa ngày 28 tháng 8 vừa qua, trên đèo Ngoạn Mục nằm trên quốc lộ 27 theo hướng từ Lâm Đồng đi Ninh Thuận, một chiếc xe tải chở theo sau một lượng gỗ khá lớn. Điều đáng nói là dù đang chở hàng quá khổ, số gỗ thừa ra phía sau thùng xe dài khoảng 5m, nhưng chiếc xe vẫn phóng nhanh và ẩu, khiến cho nhiều người đi đường hoảng sợ. Clip đáng chú ý này là của khán giả Trần Đình Truyền từ số điện thoại 0164, 3 số cuối là 099. Mặc dù thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phát đi công văn yêu cầu các cơ quan chức năng sớm giải quyết tình trạng xe quá tải, nhưng tại các điểm nóng trên địa bàn, xe quá tải vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý nhất là trên trục đường D của huyện Khoái Châu, xe quá tải hoạt động mà không gặp một chút khó khăn nào từ phía cơ quan chức năng, đe dọa đến an toàn thân đê. Đây là nội dung phản ánh mà chương trình đã nhận được từ khán giả Đỗ Minh Quang từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 734. Còn khán giả Nguyễn Thị Thiện có số điện thoại 0979, 3 số cuối là 987 cho biết, cầu Cam Hải thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, nối liền quốc lộ 1A với đường đi sân bay Cam Ranh, có lưu lượng xe cộ rất đông. Nhiều tháng nay, tình trạng người dân dựng xe máy ngay trên cầu để câu cá ngày càng gia tăng, gây mất an toàn giao thông. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip này. Mới đây trên lộ trình của mình, khán giả Phạm Hà tình cờ bắt gặp một chiếc xe công nông chở vật liệu xây dựng vô tư lưu thông trên tuyến quốc lộ 21B chạy qua các xã Hòa Xá, Vạn Thái của huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Không chỉ chở vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, mà xe này còn chở thêm một người đàn ông ngồi phía trên cao ngất ngưởng, trông rất nguy hiểm. Chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh, khiến người đi đường không khỏi e ngại. Mỗi khi gặp những đoạn đường có ổ gà, ổ voi là xe sắp nảy, khiến người ngồi trên thùng xe cũng lắc lư theo như diễn xiếc. Hình ảnh này được khán giả Trần Đình Tuyền ghi lại vào lúc 12h40, trưa ngày 28 tháng 8 vừa qua trên đèo Ngoạn Mục, nằm trên quốc lộ 27, theo hướng từ Lâm Đồng đi Ninh Thuận. Một chiếc xe tải chở theo sau một lượng gỗ khá lớn, cồng kềnh lao nhanh trên đường. Điều đáng nói, dù chở hàng quá khổ, số gỗ thừa ra phía sau thùng xe dài khoảng 5m. Nhưng chiếc xe vẫn phóng nhanh và ẩu, khiến nhiều người đi đường phải ra xa hai bên để tránh. Thậm chí, những xe lưu thông phía sau đều không dám vượt qua chiếc xe này vì lo sợ bị va phải, dẫn đến tai nạn không đáng có. Những năm gần đây, trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xuất hiện hàng loạt lò gạch thủ công. Cùng với đó là những điểm khai thác đất, cát trái phép, bãi tập kết vật liệu xây dựng. Cũng từ đây, đội quân xe tải xuất hiện thường xuyên trên những tuyến đường liên huyện, liên xã. Không chỉ chở hàng quá khổ, quá tải gấp 3 hay 5 lần trọng lượng cho phép, những chiếc xe này còn thường xuyên lưu thông với tốc độ cao, khiến người tham gia giao thông cảm thấy bất an. Tình trạng trên cũng khiến nhiều tuyến đường bị bầm nát.
đặc biệt là tỉnh lộ 205, đoạn chạy qua các xã Chí Tân, Đại Tập, Đông Ninh, Tân Châu, Tứ Dân của huyện Khoái Châu. Từ nhiều tháng nay, trên cây cầu Cam Hải nằm trên trục đường từ quốc lộ 1 đi sân bay Cam Ranh. Mặt cầu tại đây khá hẹp, mật độ tham gia giao thông rất lớn, trong đó hầu hết là các xe tải chở cát và các xe chở khách du lịch, nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn. Tình trạng trên diễn ra đã khá lâu, nhưng chưa thấy có sự can thiệp, nhắc nhở nào của chính quyền địa phương. Theo là một số clip đáng chú ý về môi trường. Con sông Minh Khai chạy qua địa phận xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang dần trở thành con sông chết do các hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp ra sông. Rất mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc trả lại môi trường sống trong lành cho người dân địa phương. Phản ánh đáng chú ý này được gửi tới từ khán giả Bùi Xuân Tuyền, chủ nhân của số điện thoại 0166, 3 số cuối là 452. Thưa quý vị, thời gian gần đây, người dân ở các khu vực ven sông, suối thuộc các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng phải hứng chịu mùi hôi thối từ xác lợn chết bị vứt trôi sông. Theo phản ánh của khán giả Nông Lưu Vĩnh có số điện thoại 0164, 3 số cuối là 157, thì có những ngày cao điểm đi dọc các con sông, người dân phát hiện đến cả chục con lợn chết được vứt như vậy. Còn khán giả Đặng Văn Đức có số điện thoại 0988, 3 số cuối là 372 phản ánh một tình trạng đáng báo động, đó là phá rừng để làm nương xảy ra trên địa bàn xã Cư San, huyện Mơ Đác, tỉnh Đắk Lắk thời gian gần đây. Trong số diện tích rừng bị đốn hạ có cả những cây cổ thụ lên tới hàng chục năm tuổi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip đáng chú ý này. Đến thôn Minh Khai, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, đập vào mắt người qua đường là những hình ảnh nhếch nhác như thế này. Con sông có chiều dài khoảng 3 km, trong đó hơn 1 km đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều loại tạp chất nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kết thành từng mảng, chặn dòng chảy của sông. Từ một con sông có dòng nước trong sạch, thì nay sông Minh Khai đã trở nên đen ngòm, đáng sợ, bốc mùi hôi thối. Mức độ ô nhiễm gia tăng đồng nghĩa với việc nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp hoặc các bệnh nan y khác của người dân tăng cao. Đây là khu vực suối Củn thuộc km 3 thành phố Cao Bằng, nơi thường xuyên có xác lợn bị vứt. Xác lợn chết trường phình mắc kẹt giữa các tảng đá hoặc những lùm cây. Ngày nắng nóng, mùi xú uế bao trùm cả một khúc sông. Theo tìm hiểu của khán giả Nông Lưu Vĩnh, thì thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Cao Bằng xuất hiện nhiều xe tải chở lợn từ các tỉnh phía Nam lên biên giới tiêu thụ. Mỗi ngày, có hàng chục lượt xe đi lên các cửa khẩu thuộc huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh. Sau mỗi đợt vận chuyển, do đường xa nên có nhiều con lợn bị kiệt sức và chết. Những con lợn còn thoi thóp được các chủ xe bán lại cho người dân địa phương với giá rẻ, từ 200 đến 500 nghìn đồng. Còn những con lợn chết, chủ xe bỏ xuống sông, suối, thậm chí là dọc ven đường. Cái số này con thấy, đây con lợn này không, anh thấy không? Đây là cái số mà tôi hay qua lại đây này. Mỗi lần tôi qua đây là tôi đều nhìn thấy cái cảnh này.
Đấy anh thấy không? Chủ thế này đây chỉ là ít thôi. Mấy lần trước tôi qua đây em 4 5 con nằm la liệt thế luôn. Bây giờ trời mưa xong nó chảy ướt đi rồi. Nhưng mà mới không thì bình thường qua đây em mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hình ảnh này được ghi lại tại khu rừng thuộc thôn E Krông. Lớp thực bì và những bụi tre nứa lớn bị chặt phá trước đó đang chở khô để đốt, lấy đất làm nơi trồng trọt. Có những cây to, có đường kính lên đến hàng chục cm cũng đang chết dần, chết mòn. Với tốc độ phá rừng như vậy, chẳng mấy mà màu xanh này sẽ biến mất, chỉ còn chờ lại đồi trọc. Một số khu vực, cây rừng đã bị phát quang, chỉ còn lại những thân gỗ khẳng khiu nằm lăn lóc. Tại những vị trí, rừng bị phá sớm hơn, nay đã được cắm trụ gỗ để chuẩn bị trồng các loại cây công nghiệp. Còn bây giờ sẽ là phần điểm lại các clip phản ánh liên quan tới những vấn đề khác. Đáng chú ý hơn cả trong tuần vừa qua là những hoạt động chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng ngày mùng 1 tháng 9, tại khu vực Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, lực lượng pháo binh lữ hành pháo binh Tất Thắng, binh chủng pháo binh đã bắn tập lần cuối cùng để chuẩn bị cho việc bắn chính thức 21 loạt đại bác khi bắt đầu lễ meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vào sáng ngày mùng 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình. Clip này đã được khán giả Nguyễn Hồng Nhung từ số điện thoại 0915 3 số cuối là 155 chia sẻ cùng chương trình. Chương trình cũng đã nhận được rất nhiều chia sẻ hình ảnh của khán giả về buổi lễ meeting diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh ngày 2 tháng 9 diễn ra long trọng với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an nhân dân, các tầng lớp nhân dân, đoàn thể. Đoàn diễu hành đã đi qua nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô trong sự chào đón của người dân. Buổi lễ đã để lại không chỉ cho người dân thủ đô mà còn có cả người dân ở các tỉnh thành khác đổ về theo dõi, những cảm xúc khác nhau. Một clip đáng chú ý khác trong tuần vừa qua là của khán giả Vũ Thắng có địa chỉ email pháobonghoa@gmail.com nói về đèn kéo quân từng là thứ đồ chơi không thể thiếu của tuổi thơ nhiều thế hệ trong mỗi dịp Tết Trung Thu. Thế nhưng món đồ chơi truyền thống này dường như đang vắng bóng dần trong đời sống hiện nay. Nhiều làng nghề sản xuất mặt hàng này cũng dần bị mai một vì người dân chuyển sang làm nghề có thu nhập khá hơn. Clip gửi tới chương trình đã được khán giả Vũ Thắng ghi nhận tại làng nghề xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip này. Giàn pháo phục vụ lễ mừng Quốc khánh trong Hoàng thành Thăng Long gồm 25 khẩu, được chia thành 5 cụm, hướng nòng về phía quảng trường Ba Đình và được xếp ngay sau cổng đoàn môn của Hoàng thành Thăng Long. Những khẩu pháo này thuộc loại M2A1 105mm, một trong 4 loại hỏa pháo cơ bản của pháo binh dùng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đạn bắn đại bác loại 105mm phục vụ việc bắn đại bác trong dịp lễ do nhà máy Z113, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng sản xuất. Đây không phải đạn thật, chỉ nổ tại nòng pháo, giảm khói, thao tác thuận lợi và tiếng nổ đành giòn, đảm bảo an toàn. Để đảm bảo phục vụ lễ quốc khánh, chiến sĩ lữ đoàn pháo binh Tất Thắng, binh chủng pháo binh đã liên tục tập luyện trong nhiều ngày qua. Mỗi khẩu pháo có 3 chiến sĩ điều khiển, gồm một người nạp đạn, một người lên đạn và một người giật cò. Thank you.
Sáng ngày 2 tháng 9, hàng nghìn chiến sĩ bộ đội, công an cùng các khối diễu hành gồm các tầng lớp nhân dân, đoàn thể đã tham gia lễ meeting diễu binh diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh diễn ra tại Hà Nội. Trên nhiều tuyến phố của thủ đô, tiếng reo hò, cổ vũ của người dân vang lên mỗi khi đoàn hành quân đi qua. Để thực hiện được lễ diễu binh diễu hành khí thế hoành tráng này, hơn 30.000 quân dân đã phải vất vả tập luyện trong nhiều tháng. Thậm chí có những chiến sĩ do quá kiệt sức nên đã được đồng đội dìu vào nghỉ ven đường. Tại khu vực ngã tư Kim Mã, Liễu Giai, dòng người đứng chờ đoàn diễu hành đi qua khá đông. Nhiều người còn mang ghế ra đứng xem, khiến những người đứng sau rất khó theo dõi. Một hành động nhỏ của hai bạn trẻ tại đây đã khiến nhiều người xúc động khi họ đã mở đường, đề nghị mọi người nhường chỗ đứng cho một cụ ông, người cựu chiến binh già, lên phía trước để theo dõi đoàn diễu hành. Trong khi đó, trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, một hình ảnh không đẹp mắt đã diễn ra. Trong khi các binh đoàn vẫn đang diễu hành qua đường phố, thì hai người phụ nữ đã lớn tuổi vẫn vô tư đứng chụp ảnh giữa lòng đường. Chỉ đến khi đoàn đến sát gần, họ mới chạy vào vỉa hè. Thậm chí có lúc, cả đoàn phải dừng lại, dậm chân tại chỗ, chờ hai người phụ nữ này chụp ảnh. Những hình ảnh phản cảm này đã nhận được nhiều ý kiến phê bình trên mạng xã hội. Nhẹ thì bày tỏ sự thất vọng, nhưng phần lớn trong đó là sự chỉ trích thiếu ý thức từ những người đã ở độ tuổi trung niên này. Đèn kéo quân hay còn gọi là đèn cù, từ bao đời nay đã trở thành thứ đồ chơi hấp dẫn mỗi dịp Tết Trung Thu về. Trước đây, người ta làm đèn kéo quân cho trẻ con chơi là nhằm dạy các em về lịch sử, cũng như giáo dục lòng yêu nước. Chính vì thế, hình ảnh dán trên đèn kéo quân thường nói về việc nghĩa hoặc những đoàn quân xung trận, nên mới có tên gọi là kéo quân. Về sau, tranh dán trang trí trên đèn kéo quân đã được mở rộng, đa dạng nội dung hơn. Người ta có thể trang trí tranh Trạng Nguyên Vinh Quý Bái Tổ, Mục Đồng Trăn Châu, tranh dân gian Đồng Hồ, Hàng Trống, thậm chí là Tôn Ngộ Không, Mèo Máy Doraemon. Nổi tiếng ở thôn Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội, gia đình ông Vũ Văn Sinh hiện là gia đình duy nhất còn làm đèn kéo quân đến tận bây giờ. Tuy nhiên, số lượng cũng khá hạn chế vì không thể cạnh tranh với các loại đồ chơi mang hơi hướng hiện đại hiện nay. Thưa quý vị, trong chương trình Góc nhìn khán giả phát sóng trên VTC14 ngày 18 tháng 8 năm 2015 đã phản ánh về tình trạng tại đầu ngõ 247 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã xuất hiện một hố ga mất nắp nằm án ngữ ngay giữa đường, gây nguy hiểm cho người qua lại.
Mới đây chương trình đã nhận được phản hồi tích cực của khán giả Hà Phạm có số điện thoại 0168 3 số cuối là 642 về chiếc hố ga này. Hiện nay hố ga này đã được công ty môi trường đô thị Hòa Bình xử lý, đổ nắp mới đậy lại bằng những tấm bê tông chắc chắn, bề rộng lên tới khoảng 1 mét. Được biết trước đó, nguyên nhân dẫn tới tình trạng hố ga bị sụt nắp là do các xe có trọng tải lớn lưu thông với tần suất cao ở khu vực này. Khán giả Hà Phạm cho biết, đường Trần Hưng Đạo là tuyến đường lưu thông chính của thành phố, nối liền với khu đô thị Bắc Trần Hưng Đạo, nên hàng ngày có rất nhiều người và phương tiện lưu thông. Việc khắc phục kịp thời hố ga mất nắp tại đầu ngõ 247 đã khiến cho người dân sống cạnh khu vực đó và người dân tham gia giao thông rất vui mừng và yên tâm khi qua lại nơi đây, nhất là vào ban đêm. Còn bây giờ là phần công bố clip trúng thưởng tuần này của chương trình. Xin chúc mừng khán giả Bùi Văn Sinh từ số điện thoại 0979 3 số cuối là 056, người đã gửi clip cô học trò nghèo 7 năm cõng bạn đến trường. Clip được phát sóng vào ngày 3 tháng 9 vừa qua. Phần thưởng sẽ được chuyển đến khán giả trong thời gian tới. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại đoạn clip đặc sắc này. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Chánh Oai, xã Cát Hải, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Nguyễn Thị Mai gái không được may mắn như các bạn cùng trang lứa khi hai chân bị dị tật bẩm sinh. Chính vì thế mà mọi sinh hoạt hay đi lại của em đều phải dựa vào những người thân trong gia đình. Khó khăn đến với em chồng chất hơn khi bắt đầu bước vào độ tuổi đến trường. Không thể tự đi lại, chạy nhảy như các bạn khác, không ít lần gái đã chạnh lòng, chán nản và muốn đầu hàng số phận. Thế nhưng, đấy cũng là lúc mà Nga, người bạn trong xóm chơi chung với gái từ tuổi lên 3, đã mang lại động lực cho em. Từ khi đặt chân vào lớp 1 và mãi cho đến ngày hôm nay, đã là học sinh lớp 8, Nga vẫn luôn là đôi chân giúp gái vượt chặng đường gần 2 cây số để đến trường mỗi ngày. Đôi chân của nghị lực và niềm tin đã tiếp thêm cho người bạn tật nguyền sức mạnh vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Ở lớp, cả hai em Nga và gái đều 7 năm liền đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Các thầy cô và học sinh trường Cát Hải không chỉ khâm phục trước nghị lực phi thường của cả hai em, mà còn ngưỡng mộ một tình bạn đẹp của hai cô gái mới 14 tuổi. Quý vị và các bạn cũng có thể là người tiếp theo may mắn giành được giải thưởng là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 nếu như chia sẻ cùng chúng tôi những đoạn clip hay và đặc sắc mới lạ. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tầng 7, số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay gửi thư đến địa chỉ email của chương trình là gocnhinkhangia@vtc.gov.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.